Hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt các dì, các chị là vợ của thương binh hiện đang chăm sóc chồng là thương binh nặng hạng 1, thể hiện tấm lòng tình cảm của cán bộ hội viên phụ nữ đối với người thân của những người đã cống hiến tuổi xuân và một phần cơ thể của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Hình ảnh chị Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng chồng là anh Võ Văn Thanh, thương binh 1/4, chở nhau trên chiếc xe dành cho người khuyết tật, rồi chị cõng anh khi xuống xe đã làm xúc động nhiều người về sự gắn bó, yêu thương. Theo lời chị kể, một trận nổ bom trên chiến trường năm ấy, anh đã để lại đôi chân. Là vợ, chị trở thành đôi chân của anh, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Anh sẽ đi chạy thận, còn em tới nhà. Sáng đưa đây giờ lát 9 giờ vô rước về, giờ nó cơm cho anh ăn. Cũng xin mong là hả mấy cô mấy chú ấy xét ấy rồi giúp đỡ cho hai chồng em. So với những cái gia đình bình thường khác thì là một gia đình thương binh là vợ thương binh thì khó khăn thách thức nó cũng nhiều lắm. Cô các chị thì đặc biệt có những hoàn cảnh đặc biệt như vậy thì mình phải càng động viên hơn, thường xuyên thăm hỏi động viên cũng như là bằng những cái việc làm thiết thực nhất, những cái giúp đỡ những gì đó thiết thực nhất để các chị có cái động lực vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt là trong những gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn thì mình tạo điều kiện hơn. Ví dụ như hỗ trợ việc làm hay giới thiệu vốn, vay vốn nếu mà có phù hợp, hoặc là tặng học bổng cho con em của các cô, các chị đó. Rồi tặng quà đột xuất hay là thường xuyên. Buổi họp mặt là dịp để được gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn bộn bề trong cuộc sống, để trao cho nhau những lời động viên, những món quà, dù nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng của những thế hệ hôm nay. Các chị rất là mạnh mẽ để lo cho gia đình của mình. Chính vì vậy mà chúng tôi thấy rằng vào cái dịp này cần phải có một cái lời cảm ơn, cần có một cái sự tri ân đối với các chị, đặc biệt là những người vợ của thương binh nặng đã hy sinh một cách thầm lặng, cùng chia sẻ, cùng đồng hành với cái lãnh đạo thành phố cũng như các ngành các cấp để chăm lo cho các anh. Dù biết không thể kể hết nỗi đau, dù biết không thể có sự chăm lo nào bù đắp được những mất mát, nhưng với họ, những người vợ của những thương binh hạng nặng, thấy chồng vui sống đã là niềm hạnh phúc.